xe 7 chỗ rộng rãi dành cho gia đình, Kia Sorento hay Ford Everest cũng chưa to đâu. Đây mới gọi là to, Kia Carnival. Dài 5m15, chiều dài cơ sở 3m, 6 chỗ, 7 chỗ đều có sự lựa chọn, thậm chí có cả bản 4 chỗ. Vấn đề là Kia Carnival được đổi tên từ Kia Sedona cho nó toàn cầu hóa và cái gì cũng mới, thiết kế mới, mặt ca lăng mới, đèn mới, máy mới, mỗi tội cái logo này vẫn là logo cũ. Ôi trời ơi. Rộng rãi thì khỏi phải bàn, gia đình đông người hay ca sĩ diễn viên đi xa mà ngồi đây ấy, thì cực kỳ thoải mái. Cửa sổ trời này, rèm che này, điều hòa đa vùng này, tàu sạc này. Còn nói chung ấy, ngồi đây thì không có gì để chê cả. Mình cao có 1m7 thôi, chứ còn cao cỡ 1m85 như Đàm Vĩnh Hưng á, mà có đi xa cũng vẫn rất rộng rãi, thoải mái nhá. Option ấy, thì khỏi phải bàn, loa bâu này, ghế điện này, hai màn hình này, cửa sổ trời này, điều hòa đa vùng này, sạc không dây này, cần số nút xoay này, phanh tay điện tử, chế độ lái này, sấy sưởi ghế này, sấy vô lăng này và cam 360. Đấy, xi nhan bên nào hiện luôn bên đó, ngon không anh em? Đây là bản Signature 7 chỗ, giá mới khoảng 1650 sau đăng ký, còn giá lướt như con này á 1399, quá ngon cho anh em lựa chọn nhé.